chờ ở đây nhé. Vâng ạ. Sao mẹ đến muộn thế? Anh giám đốc ở đây có việc phải đi gấp. Anh ấy muốn giao tận tay cho người nhà mình. Con phải đến nhận thay cho mẹ đấy. Con phải đi đây. Nhà hàng đang nhiều việc lắm. Nếu mở cái phong bì này ra mà con bé lại chính là sản phẩm của ông ấy thì làm thế nào? Cô ơi, bây giờ đi đâu ạ? Về chỗ cũ nhé. Từ trung tâm xét nghiệm đi về đây có xa lắm đâu. Sao mà mẹ đi lâu thế bố nhỉ? Chắc bà lại ghé qua chợ mua bán cái gì đó. Hôm nay con không phải đi làm à? Con vừa báo là đến muộn một chút. Để mẹ về biết kết quả cho xong việc quan trọng này đi. Mẹ à? Có kết quả chưa bà? Theo ông, nó là của ai? Sao ông có vẻ lúng túng thế nhỉ? Còn con thì sao? Con bình thường ạ. Con chỉ quan tâm đứa bé có phải là con cháu ruột thịt nhà mình không thôi ạ. Con nó nói đúng đấy. Chính tôi cũng nghĩ như thế. Đưa con xem nào. Chào cả nhà. Có chuyện gì mà căng thẳng thế ạ? Chị ạ, chị biết tính em rồi đấy. Em có phải là người quá tò mò đâu mà chị đề phòng em thế ạ? Cô quay lại đây có việc gì? Dạ, em quay lại lấy ít quần áo và đồ đạc. Với lại còn tiền công của mấy ngày đi làm nữa. Nếu là anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau thì không sao. Nhưng đã gọi là đi làm ý thì phải sòng phẳng anh ạ. Con xin phép bố mẹ. Con đi làm ạ? Cô ở lại chơi, cháu đi ạ. Đây, tiền công 5 ngày cô giúp anh chị đây. Em xin chị. Tôi phải lên phường đây. Ông ở nhà để mắt anh con cún đi nhá. Chào mẹ. Xuống đây. Nó chính thức là con của anh rồi đấy. Liệu liệu mà lo làm ăn chí thú đi. Đừng có chơi bời lêu lổng nữa nhớ chưa. Con đã xác định tinh thần ngay từ đầu rồi. Mẹ cứ bắt cả nhà đi xét nghiệm làm gì cho tốn tiền ra. Anh có vẻ sướng lắm hả? Từ xưa đến nay mẹ biết tính con rồi đấy. Con dám làm, con dám chịu trách nhiệm mà. Anh chịu trách nhiệm anh lôi cả tôi vào rồi đấy này. Anh có biết bây giờ tôi không biết ăn nói với ông bí thư như thế nào không? Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn gia đình ông ấy không? Tôi chỉ còn nước đào lỗ chui xuống đất thôi, anh có hiểu không? Rồi ạ, con với cái, tôi khổ với anh quá rồi đấy. Đấy, bây giờ có dám phơi mặt ra đường đâu. Ra đường bây giờ phải lấy khẩu trang mà bịt vào mặt rồi đây này. Bình thường tôi có đeo khẩu trang đâu, mà bây giờ phải thế này. Con biết, mẹ của con việc lớn nào mà chả làm được. Việc có tí ti thế này mẹ giải quyết được ngay ấy mà. Thôi lui ra đi. Mất thời gian của tôi.